tiếp đó là chúng ta sẽ nói về cái sự việc rất là khá thú vị cũng là một anh à, công an mạng cũng một cái người điều tra trên không gian mạng rất là nổi tiếng đó là anh Thánh Tuổi cao anh Thánh Tuổi cao này cái cuộc đời anh làm youtube rất là long đông mọi người ok trước khi đi vào phân tích vấn đề này thì mình chào mọi người một tí xíu nhé à, xin chào bạn à, à, thành tâm thành tâm ok cảm ơn thành tâm xin chào anh tám xin chào chị dung trần xin chào chị hiền đòn Và xin chào à, À, à Trần Châu Tuấn à, xin chào à, chị à, à, xin chào chị Đài Loan Thánh tôi cao bị đánh gậy à, găng đòi phản phúc không có sai <laughs> thì à, em nói chị bây giờ em đã chuyển ngang bản tin tức rồi và tiếp tiếp theo nữa là sẽ chuyển qua cái ma cái sự việc mà nói về cái tâm linh Cái chuyện ma này kia là thù cho mọi người sợ chứ giờ bên em mai mặt hiền quá đâu không sợ cái sự việc mà chúng ta lên trên mạng chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ phân tích theo một cái hướng trung lập tức là người ta sai thì ta chúng ta nói sai người ta nói đúng thì chúng ta nói đúng thì chúng ta sẽ không bị ghen ghét của nghe bao ba như vậy mà còn bị người ta nói này nói nọ nói chi thám cửa cao à, thám cửa cao vào hôm qua hôm kia gì đó à, mình thấy là có cà khịa thì ngam có khả có cà khịa thì ngam cái sự việc mà à anh này ảnh bảo rằng là đùa giỡn ca nhạc để tưởng nhớ cố ca sĩ phi nhung mà đùa giỡn à, thì cái vấn đề đó là cái vấn đề riêng tư của ảnh mình cũng không có mình cũng không phân tích vào à, tuy nhiên thì à, không biết là vì những cái đùa giỡn của ảnh như vậy đã đụng chạm với những người thiền ngang hay là không à, thường thường người ta nói phật cũng biết nổi giận đúng chi là người thường thì mình nghĩ là ảnh đã chọc ghẹo những người bên thiền nam và những người, thiền nam đáp lại bằng cách đập gậy đập tới năm gậy lặng đập năm gậy ok thì mình xác nhận thông tin đập gậy của thánh tử cao là hình như là đúng đúng chính xác nha mọi người à, cái cái gmail là lê thanh nhất nguyên hvd để mình mọi người chờ mình tí nha mình để mình mình xác nhận thử xem có đúng như vậy không nha còn cái vụ xác nhận này thì quý vị có thể tin và không quý vị không có thể tin hoặc là không tin HVC à như vậy là mình không biết tại không biết thế nào nha chứ hình như cái gmail này là không phải là gmail của của cái trang tỉnh thức bồng lai à, không biết tại sao nha Lê Thành Nhất Quyền hvd hvd thì Cái Gmail này thì mình không 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 biết nhưng mà thấy hvd thì, thì quen à, Tại vì theo một số nguồn tin đó thì à, hôm trước à, Cái việc mà các youtuber bị Thiền Ngam đánh gậy đó mình cũng biết cái Gmail của bên Thiền Nam Tuy nhiên thì à, Cứ cho đây là cái Gmail của bên Thiền Nam đi không có mắc mới gì Chọc ghẹo với nhau thì bị đánh băng đi đánh băng quyền thôi chứ biết làm sao bây giờ à, chúng tôi tìm mọi cách chúng tôi khuyên ngăn để các anh đừng có nói chi nói với chúng tôi nữa nhưng mà à, chúng tôi là người tu hành nhưng mà anh chọc ghẹo chúng tôi hoài thì chúng tôi bữa anh luôn chứ biết làm sao đây ok à, thám tử cao đã bị tà am cho ăn năm gậy kênh này sắp đi bụi khà khà thầy tnt đánh anh không sập kênh mấy đứa nghĩ đánh kênh anh sập hả sập kênh thì lòng người không sập đâu chuẩn bị qua dịch anh không đập gậy lại thì không phải là à, thám tử cao nha à, thì cái sự việc cái sự việc mà đánh đánh ban quyền với nhau thì mình nghĩ là đánh đi để để thêm cái phần bực tức và thêm cái sự thù hận mà thôi nhưng tuy nhiên khi người ta suy nghĩ đến bước đường cùng rồi người ta suy nghĩ là ngoài cái đánh gậy ra thì không biết làm sao được thì thôi thì chúng ta đánh gậy thôi ok phun Mobile cũng đã có từng à, trích dẫn những cái video clip hài của bên thiện an rất là nhiều tuy nhiên thì thì nam không biết là tại sao không đánh nhạy mình mình nghĩ đánh nghị mình cũng không có nguyên nhân vì thường thường mình trích dẫn những video clip đó để giúp cho kênh Thiền nam tăng cái lượng view lượng like thôi chứ mình không phải là trích dẫn ra để mình đùa cợt hay là mình chọc ghẹo họ tại vì mình nghĩ ai trên youtube này người ta cũng muốn có cái lượng view lượng like càng nhiều càng tốt không ai mà lên trên mạng làm youtube mà muốn cái lượng like mình thấp cả À, do đó là người ta tìm một cái thủ thực nào đó để người ta tăng lượng view, lượng like người ta lên Đó là cũng việc, việc bình thường thôi à, Tuy nhiên thì không biết làm sao mà cái lượng view của bên Thiền Nam lên cao quá à, Thì à, hôm trước Thiền An bảo rằng có ai giỡn hết gì đó Thì mình mình đoán là chắc anh thân tử cao giỡn thôi chứ không ai giỡn Thì đúng là như vậy Thì cũng à, trên cái, cái video này thì mình nghĩ là à, thám đức cao cũng đã có nhiều cái kinh nghiệm về gỡ gậy rồi mình nghĩ là cái này cũng không có vấn đề gì cả đâu nếu mà nếu như người thiền An đánh thì không có vấn đề gì cả còn nếu như nét quật của thiền Am đánh thì cái đó là vô phương cứu chữa nhưng mà rất là may mắn là cái này chỉ bị người thiền Am đánh thôi à tên trục chủ... dưới à... Cảm ơn bạn đã gửi khiếu nại, chúng tôi xem xét để bảo đảm đơn khiếu nại hợp lệ có đủ căn cứ yếu tố bắt buộc, chúng tôi sẽ liên hệ theo địa chỉ email này khi xử lý xong yêu cầu của bạn. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của những gỡ bỏ yêu cầu gỡ bỏ trong mục bản quyền kênh mình. Dưới đây là thông tin đã điền. Tên chủ sở hữu bản quyền, công ty nếu có, năm chú tiểu thì ra bổ trụ, tên pháp lý đầy đủ của bạn không chấp nhận bí danh, tên người hoặc tên họ viết tắt. Lê Thanh Hoàng Nguyên, chức danh hoặc chức vụ của bạn. Căn cứ để đưa ra khiếu nại pháp lý là gì? Chủ sở hữu nội dung à, tên người dùng năm chú tiểu thiên an vũ trụ địa chỉ email lê thanh nhất quyên hvd à còng, com à như vậy là bị năm nho 5 gậy ba gậy là lên đường rồi này tới năm gậy lần thì bên youtube sẽ cho chúng ta trong vòng 7 ngày để chúng ta kháng cáo và nếu chúng ta trong 7 ngày đó chúng ta không kháng cáo thì chúng ta cái kênh chúng ta sẽ bị xóa à, mình thì bị kinh nghiệm miền Nam bị người ta, ta đánh dậy cũng rất nhiều rồi mình cũng biết thứ nhất theo luật của YouTube chúng ta có quyền sử dụng lại người, nội dung của người khác với mục đích phê bình với mục đích khuyên nhủ với mục đích giảng hòa với mục đích hòa bình và với mục đích là tin tức tin tức thì chỉ có bên Mỹ mới xài được thôi ở Việt Nam không thể nào mà re up hết cả video của người ta đưa lên đó chúng ta lấy một cái nội dung của người khác chúng ta đem về à, chúng ta trích dẫn cho khán giả xem sau đó chúng ta bình luận thì không có vấn đề nào cả còn nếu như chúng ta bê nguyên cái nội dung của người khác lên kênh của mình chúng ta không làm cái gì khác bị đập gậy chúng ta thua đơn giản như vậy thôi cũng có khi chúng ta năn nỉ người ta gỡ gậy cho tôi ừ tầng nữa tôi gỡ gậy giờ này tôi chưa gỡ thì chúng ta vẫn khả kháng, kháng bắt buộc chúng ta bị đánh trên 3 gậy hoặc là bằng 3 gậy thì chúng ta phải phản kháng, kháng thôi phải kháng cáo thôi nếu chúng ta không cả kháng cáo chúng ta buông xuôi thì cái kênh chúng ta bị xóa thôi nội dung này thì mình không biết ở đâu tại vì mình cũng lâu quá rồi không có qua kênh của hồ sơ vụ án Thánh tử cao để mình xem thì mình cũng không biết là nói liên quan nội dung gì nhưng mà nói chung là người ta có căn cứ đưa bánh chúng ta thì người ta cũng phải có cái gì đó tại bất hạ khán giả biết tại sao không chúng ta mệnh danh của kênh năm chú tiểu thì vũ trụ mà chúng ta đánh lệch vậy thì chúng ta bị mất cái uy tín đó à, do đó là mình nghĩ là cái việc đánh gậy này cũng cũng được có, có cơ sở thế nào đó có cơ sở thế nào đó và tôi nói mọi người nghe là cái chính sách của youtube đã thay đổi À, xin chào em chi trúc nha xin chào chị uh, quỳnh uh, quỳnh cẩm long xin chào tấn nguyễn đã thay đổi chúng ta chỉ cần nhắc tên ai chúng ta vẫn bị đánh gậy tuy nhiên thì cái vấn đề đó là rất là hy hữu và thường thường đó là một cái thử của youtube mới một cái một cái dân gì giao dạng như giống như mà một cái thử nghiệm của youtube mới chứ thật ra tên ví dụ như tên full game này nhóc tên full game hết ví dụ như kênh hồ sơ vụ án cũng nhóc kênh hồ sơ vụ án hết chúng ta nhắc như vậy thì làm sao biết kênh nào với kênh nào do đó cái việc đánh gậy này nhiều khi mình nói với mọi người là người ta vớ người ta đánh thôi mình cũng đi đập te tua tơi tả hổng đài nhưng mà không sao mình phát hiện sớm và mình Mình xóa video clip cho chắc ăn đó mọi người nghe ok thì cái vấn đề mà em game à, mobile nói đây thì không có lửa làm sao có khói bên à, kênh năm à, chú tiểu ca nhạc được triệu view à nhưng mà trong cái cách diễn diễn đạt đó thì lại cười thế nào đó thì tháp tử cao bảo rằng là cười như vậy là xúc phạm thế nào đó thì, thì nghe không biết nói gì hơn <laughs> liền sách sách đao gà đập liền đập năm gậy liền thì mình nghĩ uh, nếu uh, Thánh tử cao không có uh, rì úp thì không sao vẫn kháng được kháng này cũng rất là lâu nha kháng tệ tệ cũng phải hai ba chục ngày đó phải một tháng trời đó quý vị Phải một tháng trời còn nếu cái gmail này mà là cái người của network đánh thì vô phương cứu chữa nha mọi người tại vì network người ta có liên kết với youtube và cái công cụ của người ta rất là mạnh người ta đánh mình là mình gỡ không có được đâu trừ khi cái kênh youtube đó ở bên mỹ thì mới gỡ được tại vì bên mỹ nó còn có một luật pháp riêng để bảo vệ các youtuber làm mảng tin tức nữa thì tôi nói mọi người nghe là bây giờ mình cũng thấy như thế nào đó nói về câu chuyện thì Nga không giờ không không còn thú vị nữa giống như nói về câu chuyện của cô Phương Hằng cũng không thú vị nữa nhưng mà mỗi một câu chuyện như vậy chúng ta đều có học được một bài học rất là nhất định giống như trường hợp mà em Nhanh Hoàng Khang này người ta nói em này mới đầu đứng vào bên phía cô Phương Hằng sau đó lại đối nghịch với cô Phương Hằng thì quý vị thấy là rõ ràng là nó có sự đối lập ok à, còn giống như cái trường hợp thánh tử cao cũng vậy mới đầu đứng bên vờ, bên phía thiền nam nhưng sau này lại đối lập với phía thiền nam đó đó là lý do mà tại sao hôm nay hôm nay hôm mai cho quý vị nghe hai cái bản tin tức là như vậy chúng ta có một thời gian chúng ta cùng đứng vào một tiếng tuyến sau đó nhâm hoàng khang như thế nào đó nghe nói là phản ngược lại bởi cô phương Khang. À, và bây giờ hậu quả anh ta gánh gánh chịu đó là bị bộ công an bắt hacker cũng ghê lắm lắm nha mọi người ở xin chào em Vân Lê nha xin chào cậu Ba Phương thì à, à, trường hợp của Thánh Tử Cao cũng tương tự mới đầu tiên rất là thương mến Thiền Nam nhưng sau này lại thời gian gần đây hồi nãy giờ mình nói nó chọc ghẹo Thiền Nam quá trời thì Thiền Nam cũng nóng lên quơ cho năm gậy à, quý vị thấy không có lửa không không có lửa không làm sao có khó khói Quên nghe mobile cũng cũng có chích dẫn thôi đó mà người nghe là chích dẫn cái video của thiền an rất là nhiều nhưng mà mình chích dẫn với mục đích là sao cho tụi nhỏ nó thêm view thêm like để cho tụi nhỏ nó có có thêm cái động lực mà có cái game cái niềm vui chúng ta chửi người ta một tiếng chúng ta đâu có bạch được cục thịt nào à, chúng ta khen người ta một tiếng người ta cảm thấy vui trong lòng Vậy tại sao chúng ta không khen người ta mà chúng ta lúc nào chúng ta cũng chì trách, chì dễ người ta đó là sự khác biệt giữa mình và các youtuber khác à, có nhiều khán giả điện cho mình cũng ba bốn bữa nay rồi mục đích của họ là sợ mình thưa em toán Euro tại vì mình có gửi tiền cho em toán có có sau kê đàng hoàng Ok à, xin lỗi bạn Hiệp Đòn này bao nhiêu tuổi à Hiệp Đàm nè xin lỗi bạn Hiệp Đàm là bao nhiêu tuổi à để mình biết cách mình xưng hô tôi thấy bạn hình như là à, vào đây đi muốn quậy phá kênh này thôi bạn bao nhiêu tuổi à thôi thôi đi mày câu like à, câu like là câu gì bạn câu like là sao bạn like cho mình chưa bạn bạn hiệp đàm này nè câu like cho mình chưa ok à, bạn bạn hiệp đàm này like cho mình chưa nếu bạn chưa like thì mình đâu có câu like được đúng không chừng nào bạn like mình rồi thì bạn cảm thấy hối hận y, thằng mày nói chuyện tầm bậy tầm bạ quá à, tự nhiên mình like cho nó thì thôi mình không like nữa còn nói câu like là bạn phải like cho mình bạn chưa like cho mình mà bạn nói mình câu like là sao cái câu nói của bạn bạn còn chưa hiểu mà cái vấn đề gì nữa câu like là nó câu like gì like là sao bạn không biết vì youtube gì cả like like và dislike nó không có quan trọng bằng cái lượt view bạn hiểu không Nghe người ta nói câu like, câu like cũng bắt chước nói theo Chứ bạn có hiểu cái gì về câu like Câu like là sao Cái câu like đó chỉ sử dụng ở trên facebook bạn à Trên facebook á Trên facebook nó tính được like Còn ở trên youtube Nó tính lượt view Bạn đừng có tay nhanh hơn não Không biết bạn hỏi Mình chỉ cho bạn Chữ like các bạn mà viết sai chính tả nữa bạn nói Ông cậu Phương ơi Mà, mà mình đang rảnh Tại vì mình gặp cái khán giả như cái bạn hiệp đoàn này một năm qua thì khoảng hơn một ngàn người Ê im đi mày câu like Like gì đâu đâu đây Cái này là Youtube Mà khi Youtube thì người ta không tính like view đâu Rồi người ta chỉ tính, tính view thôi chứ người ta không tính like Like là sao Like là tôi nói gì vấn đề đó đúng Người ta like thôi Hiểu chưa, hiểu chưa? Còn cái vấn đề mà tôi nói đúng nói sai Chỉ cần cái lượt xem mà thôi Ok à, tao thấy mày đúng gì tao thấy mày như đúng rồi mày sợ ăn gậy Tao tôi xin lỗi bà hiệp đoàn nha bạn mà còn nói một tiếng mày tao nữa thì tôi mời bạn ra khỏi kênh đơn giản vậy thôi còn cái vụ ăn gậy á tôi nói các bạn nghe tôi ăn gậy một năm qua là biết bao nhiêu cái rồi đó tôi nói bạn nghe như vậy mà cũng không sao với tôi cả sập kênh này tôi làm kênh khác thôi nhưng mà tôi vẫn là tôi thậm chí là tôi gỡ gậy cho người khác nữa chứ mà tôi ăn gậy đó mà tôi cảm thấy rất là vui trong lòng còn những cái người như bạn đi đi kiếm chuyện người này người kia người nọ mày câu like trời ơi mắc cười quá làm youtube mà không câu like câu view của làm cái gì nói chuyện ra là không biết có cười giống như mà đi ngoài ngoài chợ đi ra ngoài chợ nó hỏi có bán cá không tôi thấy mắc cười quá các bạn đi ra ngoài chợ các bạn hỏi người ta có bán cá không các bạn hỏi các bạn hỏi cái là người ta quỳ xuống lại các bạn luôn ok đi ra chợ mà họ có bán cá không làm youtube hỏi kêu 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 câu view câu like tôi cũng bó tay luôn đi vô tiệm may áo dài hỏi đây có may áo dài không thực tế là nhiều khi mà nói ra thì không hiểu rõ mình nói cái gì cũng bày đặt vô cơ manh phá quậy kênh người khác thôi chứ thật ra mình nói cái câu đó ra mình không hiểu mình nói cái gì người ta làm về youtube chủ yếu là câu view câu like chứ làm gì giờ đúng không cũng giống như mình bán một cái sản phẩm trên trên mạng mình cũng phải quảng cáo cho người ta biết nói như thế nào thế nào người ta người ta mới mua cái đó có phải là câu yêu câu lai like không nhiều khi có những người mà suy nghĩ không đàng hoàng không có hiểu rõ gì hết trơn cũng dùng cũng vào đây cứ bán chữ người khác nhiều khi nói với cậu hoa phương là như là em bị quả báo lúc trước mà mỗi lần mà em sỉnh sỉnh vô em cũng hơi vào cái kênh khác những cái kênh khác em cũng ưa có thái độ đó thì bây giờ có người khác vào đây thì em phải chỉ chấp nhận thôi chứ làm sao giờ đó là lý do tại sao em không đuổi anh này ra nhiều khi em xây xây vô cái em đi qua kênh khác của người ta em cũng ưa chửi người ta lắm ít cái mặt mà thấy ghét chửi đại gì đó để để người ta không biết mình thì bây giờ mình bị người khác khác chửi một chuyện bình thường thôi có gì đâu nhưng mà thầy phải giới thích hiểu cho cái anh à, anh gì anh hiệp đàm này hiểu rõ rằng làm youtube phải có view có like ok Bộ câu like có câu tiền của té ghế <laughs> Làm Youtube này câu view câu like là chuyện bình thường Chứ đừng có để câu tiền người khác Câu tiền người khác đó mới là vấn đề Tôi nói hiệp đàm nghe là có nhiều người than khóc than khổ trên này dữ lắm Họ không cần câu view câu like giống như mình Mà họ câu tiền đô Họ than khóc than khổ để mà người khác thương mến họ Cho tiền họ Thậm chí là cái kênh họ bị đánh gậy thì họ cũng hê lên cho người ta biết Để làm chi để người khác cho tiền nói gì có đúng không em vân lê à nói gì đúng không em chi chúc có nhiều người cái kênh chưa bật kiếm tiền được nữa mà bảo rằng mình là bị người khác đánh bản quyền phải bền bù đền bù cho mình quý vị thấy ghê à <laughs> tôi bỏ tài tôi bỏ tài ok à, chấp nhận đi phải câu like thôi câu like là nó khác phải kêu là dược tiếp tôi không có thể nào giải thích cho anh anh hiệp đòn hiểu nha cái thủ thuật ở ngoài youtube á, là trực tiếp còn cái thủ thuật của người trên facebook mới là câu like bạn nói không có đúng tôi nói cho bạn nghe như vậy ok mình không có đánh thời gian để trả lời bạn nha bạn thoải mái mà mà bạn nói miệng diện mày tao thì mình gọi, mời bạn đi ra ngoài thôi ok thì quý vị thấy là rõ ràng khi chúng ta là chúng ta chúng ta đi một cái đoạn đường thẳng à, chúng ta gặp nhiều chứ nhai ngập nhưng mà chúng ta không thể nào mà chúng ta quên được chúng ta chúng ta hiểu rõ rằng chúng ta đang làm gì trường hợp em dăm hoàng khang có một thời đứng bên cô si hô phương hằng nhưng sau đó em này không thích nữa nếu thật sự em này không thích nữa thì em này có thể là rời đi nhưng mình nghe rằng em này còn hù dọa là à, Sau kê cái tài khoản của cô phương hằng ra và cái quỹ à, tư thiện nào đó thì quý vị thấy là rõ ràng là cái vấn đề này thì nó lại đi ngược lại với tâm tư ban đầu trường hợp của thám tử cao cũng vậy đầu tiên là thám tử cao cũng đi vào thiền Nam vui chơi thiền Nam nhưng sau đó thám tử cao bị hắt hủi à, thám tử cao không cam tâm và thám tử cao quay ngược trở lại bóc luôn cả thiền Nam bảo rằng thiền ngam tu không đúng đắn rồi nói chuyện thì không đàng hoàng cuối cùng là hai bên xảy ra chuyện nội chiến và tham cơ cao hiện tại là bị thiền nam công khai đánh năm ngày luôn à, chúng ta bây giờ chúng ta cũng, cũng còn chờ bên, thăm, bên uh, thiền nam xác định rằng ừ chính tu đánh gậy đó được chưa anh chửi mắng tôi suốt mấy tháng nay tôi đính thân tôi không nói gì cả nhưng sức chịu đựng có giới hạn thiền nam đánh gậy đó được chưa phật biết nổi giận đánh luôn đó là xong cái gì đâu mà không biết thiền nam có lên trên mạng nói không thì mình thấy bên thiền nam có cũng có một cái bắt bẻ mọi người chờ một tí nha. Mọi người chờ một tí. À để mình vào kênh tiền em, để mình vào tab cộng đồng cho mọi người xem nhé. Ok. Khán giả này chắc nghi khán giả của anh thấp bữa cao quá. Đây. À 2 ngày trước Tự nhiên cái top 7 Thịnh Thành Youtube à hả hi hi Hôm qua quý vị có thấy mấy người ghen ăn tức ở Thấy Thiền Nam đăng video hát hay quá nên gán dìm xuống <laughs> Mình nghĩ là thám tự cao ra không ai Sợ Thiền Nam chịu view Ai ngờ dìm xong cái chị view luôn Top 7 Thịnh Thành Youtube nữa chứ hi hi Chúc quý vị buổi tối vui vẻ nha Đây là lần không phải là lần đầu tiên à, Cái video clip của bên Thiền Nam Lọt vào tháp Thịnh Thành tuy nhiên cũng rất là lâu rồi họ không có lọt hòa thấp tinh thành mình cũng nói với mọi người rồi cái cách họ tu cũng không giống ai nói chuyện thì cũng giống như mà nói không sợ ai buồn không sợ ai phiền gì cả cứ nói thẳng mặt ra cái thứ ba nữa là nghi vấn cái sự việc mà họ um, giống như mà họ có liên hệ với những cái youtuber khác để mà trục lợi thế nào đó họ có những thi phi đó nhưng tuy nhiên mình đã nói mọi người rồi à, họ chỉ à, không có cách ứng xử mà nó vừa lòng mọi người thôi nhưng thực tế tính bản thân mình mình thấy cũng chưa vừa lòng tuy nhiên cuộc sống mà chúng ta khuyên người khác làm điều tốt mà người khác không chịu làm thì thôi chứ chúng ta biết làm sao bây giờ à, chúng ta buồn chúng ta bực chúng ta cũng trả được gì mà suy si cho cùng thì em cũng chưa có làm gì thì phun uh, em chỉ có bị các youtuber khác chửi phun em thôi thì anh em chưa có mở mà mở lời nói rằng ừ full game là thằng phản phúc à, nhưng chỉ có chuyên trường hợp thánh tử cao là bị à, còn cái sự việc mà chị cái chị liên đó thì thì em cũng chưa có lên tiếng chẳng qua các youtuber nhau đấu đá với nhau vậy bắt thì anh em nói như vậy thôi theo nhiều cái nguồn tin thì à, mình cũng không biết nói sao nữa thì thôi tin tức chỉ là mảng tin tức thôi các anh cứ việc làm gì các anh các anh làm việc đừng có sai phạm pháp luật là được và vấn đề chúng tôi chốt ở đây là chúng ta chúng ta sống thế nào đó mà đừng để người ta can ghét là được phương nghe mobile thấy hiền như vậy cũng bị cái anh gì anh gì đâu anh 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 anh, anh hiệp đàm này nè cũng vô cũng quậy phá mình cũng không có biết anh này là ai rồi không biết là mình làm gì đắc tội anh này anh này vô phán chửi bệnh câu mày câu lai like. À, thì không biết là cái vấn đề bằng cái cái vụ mà bị đánh ban quyền bị năm bậy bản quyền có liên quan gì với anh này không mình cũng không biết mình chỉ đưa một bản tin tức cho mọi người xem là hai bên cà khịa với nhau mà không có tiếng nói chung cái kết cục là sao đập gậy nhau mà thôi ok còn cái vấn đề trong xã hội mình cũng khuyên mọi người rằng một câu nhịn chính câu lành mình khuyên mọi người rất là nhiều lần mời đâu có nghe đúng không giống như hôm cái hôm mà bên em toán euro và bên thám tử cao hai bên chơi với nhau ầm à? ầm mầm mình nói hai bên một bên quan văn một bên quan võ biết chọn ai bây giờ thôi thì hai bên nhường nhau một chút hai bên đâu có chịu nhường nhau đúng không mà nhiều việc thì nam cũng vậy mình khuyên thì nam nên coi kệ đi ai nói gì nói kệ đi mình là người tu hành mình đính thinh đi mình trả lời làm chi thì bên thiền nam cũng có cà khịa lại bị vì thấy rõ ràng à, mình đọc cho mọi người xem đó à, lên một cái video clip ca về phi nhung thì cũng không ảnh hưởng gì với ai cả đúng không nếu mà ảnh hưởng là ảnh hưởng ca sĩ phi nhung kìa còn giống như mà khán giả khán giả phi nhung á yêu cầu ơi đừng có ca tôi không thích thì nam ca thì cái đó người ta mới đúng còn cái sự việc mà thiền nam ca cái bản nhạc mà để tiễn đưa con ca sĩ phi nhung không có liên quan đến ai cả đúng không tôi nói còn chúng ta cảm thấy y thấy ghét quá ca chi tôi thấy ghét cười giỡn này kia thì chúng ta đã sân si với người ta rồi đúng không vì chúng ta trong lòng chúng ta sân si với người ta thì tại sao chúng tại sao tôi đặt ngược câu hỏi lại là không cho người ta sân si ngược lại với mình thì thì cái anh sanh thi với thám tử cao lợi chơi có năm gậy <laughs> không biết thế <tới> nào nữa <laughs> cũng mong rằng à, với những kinh nghiệm mà thám tử cao đã từng gỡ gậy rất nhiều thì mình nghĩ cái vấn đề mà lướt năm gậy này qua cũng rất là đơn giản thôi à, có cái là mất thời gian thôi ok à, thì một lần nữa mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi livestream này cái buổi livestream này xin kết thúc tại đây buổi livestream này chỉ câu view không có câu like, nghe anh đâu rồi Buổi livestream này là câu câu view không câu like nghe anh Hiệp Đàm, nghe à, anh Hiệp Đàm, anh Hiệp Đàm đâu rồi Cái buổi livestream này là câu view chứ không câu like. À, sống chết mặt bay tiền thầy bỏ túi ai có làm gì làm mình cứ lên tin tức cho mọi người nghe mà được. À, cuối cùng thì quý bị thấy, chúng ta biết được một cái điểm yếu của người khác. À, chúng ta lên chúng ta nói để cho người khác sửa sai thì không sao nhưng chúng ta biết được cái điểm yếu của người khác giống như em nhâm hoàng khang này nè à, biết được tin tức anh này đánh bạc thế nào đó và yêu cầu bên kia cho tiền thì đó là những hành động mà không nên chỉ mong muốn rằng mọi người từ những cái bài học như vậy mọi người sẽ rút ra câu bài học đến bản thân mình nếu chúng ta biết được điểm yếu của người khác chúng ta khuyên nhủ người khác mà người khác không nghe thì để pháp luật trừng trị Chứ chúng ta đừng thấy cái điểm yếu của người khác Rồi chúng ta lợi dụng cái sự việc đó chúng ta yêu cầu Giống như báo đăng đó Này báo đăng nha, mình nói nguyên nhân nha Chúng ta yêu cầu người ta đưa tiền cho chúng ta Để chúng bịt miệng chúng ta Để cho chúng ta không nói vấn đề đó Thì cái hành động đó là hành động sai phạm pháp lực Và chúng ta phải bị trừng trị mà thôi Trường hợp em Phạm Hoàng Khang này biết được một số người nào đó đã đánh bài trên mạng thế nào đó Đó là gì vi phạm pháp luật thay vì em 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 này em gửi những hành vi đó cho cơ quan chức năng thì không sao nhưng em này em yêu cầu bên đó là phải đưa tiền cho tôi thế nào đó thì thành ra cái sự ngày hôm nay mình chỉ mong muốn đó là một bài học cho chúng ta về cái sự việc mà à, chúng ta đi làm cái gì đó mà chỉ hợp pháp luật một lần nữa xin cảm ơn tâm tất cả mọi người bye bye chúc mừng ngủ con nghe bye bye